Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Mai Vàng miền Bắc Moreba. Hôm nay là mùng 9 ra riêng quý vị này, mùng 9 tháng riêng này, mùng gọi là mùng 9 Tết đấy. Nhà em thì vừa mới xả hoa cho cây mai sủ này các bác nhé. Thì trong thời gian vừa rồi ấy, cũng có rất nhiều anh em quan tâm và hỏi là tại sao lại trồng cái be ở trên kìa bác này. Cái be tôn ở trên ấy. Tại sao lại đặt cái be tôn ở trên đấy mà không trồng cây thẳng vào chậu. Thì hôm nay em cũng sẽ phân tích cái ý tưởng trồng của em, cũng như là phân tích những cái điều kiện phù hợp với từng người để làm sao mà anh em lựa chọn trồng cây mai nó được tốt nhất nhé. Thì hy vọng video sẽ đem đến những thông tin chia sẻ thật là hữu ích cho tất cả những em mới tập chơi mai. Thì cây mai này trước em lấy về các bác, thì cái bầu đất của nó, cái chậu của nó ấy, nó chỉ bằng cái phần tôn be này thôi, đúng không? Với một cái, trước hết là nhìn tổng quan ấy, thì một cái cây mai như thế này thì cái chậu này nó là to so với cây các bác nhé. Đấy là chúng ta phải đánh giá như vậy. Thế nhưng mà tại sao to, em biết là to em lại vẫn rồng. Đấy, và em vẫn thường bảo các bác là không nên rồng cây và chậu to quá. Cái tỷ lệ cây ấy không nên rồng và chậu to quá. Bởi vì rồng và chậu to ấy, cái cây nhỏ mà rồng chậu to ấy, nó sẽ bị tình trạng dư nước, thường tưới nước ấy, là nó chậm khô và nó gây ra hiện tượng dư nước. Dư nước làm cây mai nó chậm lớn. Thế nhưng em lại rồng ở chậu to như này thì có cái lý do của nó. Và rồng ở chậu to như thế này mà nó vẫn không bị dư nước của các bác này. Đấy, thì chính ra là cái tôn kia nó chính là cái vấn đề ở chỗ đó. Cái be tôn kìa. Thì nó có rất nhiều góc độ để mà rồng và hiểu khác nhau, ý tưởng khác nhau. Nếu như cây mai này mà các bác ở trong Bình Định hay là trong miền Nam ấy, là nhà vườn ấy, các chuyên gia ấy, nghệ nhân chuyên gia rồi ấy, thì các bác chỉ rồng ở trên cái chậu bằng cái tôn be này thôi. Cái chậu chỉ to bằng cái tôn be này thôi. Nhưng nơi em dùng cái chậu là to hơn cái tôn be các bác nhá. To hơn cái tôn be. Đấy, trước đây em mua về thì nó cũng chỉ bằng cái chậu cũng chỉ bằng tôn be thôi. Đấy, nếu chuyên gia người ta chỉ rồng như vậy. Còn mình thì không phải là chuyên gia. Mình là dân gọi là le ve thôi. Đấy, thì cách làm của mình, tại sao mình lại rồng ở trên cái này thì phân tích để anh em hiểu. Thế thì các chuyên gia ấy, người ta ăn mấy này 100 cây thôi các bác, thì người ta rồng cái chậu trên chậu nhỏ như này, gọi là chậu ép, ép chậu. Thì vào thời điểm mà chính nắng ấy, chính hè ấy, thì có khi với cái chậu bé như này thì phải tưới 2 đến 3 lần nước các bác nhé. Sáng một lần, trưa có thể tưới nhẹ một lần, và chiều tối tưới một lần thì mới đủ nước cho cây. Thế còn mình là cái dân le ve, gọi là vừa phải đi làm vừa chơi ấy, đây là đam mê thôi. Còn sáng ra là 6 giờ phải đi làm rồi, tối thì 6 giờ mới về. Đấy, buổi ban ngày ấy, hoặc là sáng ra có những hôm không kịp tưới nước, phải nhờ người nhà tưới, mẹ già tưới. Mẹ già thì 75, 80 tuổi mà tưới thì có khi là thiếu nước, là khi là rồng bằng những cái chậu như này, có bé là nó cây nó khô héo, là nó chết mất cây các bác nhá. Đấy là chính vì tại sao là em lại không rồng cái chậu bé được. Đấy là cái thứ hai, là các bác ở trong miền Nam Bình Định ấy, thường là người ta là nghệ nhân và đem cây đi thi, cho nên người ta rồng ở chậu bé thì nó phù hợp với cây và nó dễ nhìn và sẽ đẹp hơn. Đấy là cái chậu bé. Đấy là ưu điểm và nhược điểm của nó. Ưu điểm là sẽ đẹp hơn, nhưng nhược điểm là sẽ phải tưới nước nhiều. Đấy. Và cái chất trồng sẽ không đủ, thì mình cũng chăm mà không phải là chuyên gia ấy, thì nó cũng sẽ cây sẽ phát triển chậm các bác nhá. Đấy là những ưu nhược điểm của chậu nhỏ. Thế còn ưu nhược điểm của chậu lớn này, nếu như mà rồng thẳng cái cây này vào cái chậu lớn này thì cái quá trình tưới nước ấy, thì cây nó sẽ bị hay bị dư nước, bởi vì cái đất xung quanh này nó sẽ rất là lâu khô. Thì việc dư nước như vậy thì cây mai không ưa nước thì nó sẽ chậm phát triển các bác nhé. Nó bị lạnh dễ, hay sinh ra lấm bệnh và chậm phát triển. Thế thì để mà đáp ứng được các cái giải pháp làm sao kết hợp giữa cái cây mai phát triển được mà nó vẫn đảm bảo về mọi thứ, thì em coi như cái phần be tôn này là một cái chậu các bác này. Coi như phần be tôn này là một cái chậu của các bác chuyên gia trong Bình Định và miền Nam. Thì mình lấy cái chậu này rồng lên trên cái chậu này. Đấy, gọi là chậu trồng chậu. Đấy, như vậy các bác nhá. Thì nó sẽ đạt được hai các cái mục đích của em. Một là cây nó cũng lên cái chậu này nó cũng không là quá xấu. Cái hai là mình miền Bắc ấy thì chơi cũng mức độ gọi là vừa phải thôi, chứ không phải là bậc nghệ nhân hay các thứ gì như các bác trong miền Nam cả, không có đi thi đấu gì cả. Mà cái thứ hai là cây của em vẫn đang, mình ý tưởng của mình là vẫn phải nuôi nó lớn hơn. Đấy, vẫn phải nuôi nó lớn.
cây này với vẫn theo em thì ý tưởng của em cây này nó vẫn là một dạng cây chưa hoàn thiện mà mình vẫn phải nuôi nó lớn hơn rất là nhiều. Chính vì vậy nếu như chỉ trồng ở chậu bé này thì nó sẽ rất là chậm lớn. Mình rồng như thế này coi như rồng trên mặt đất luôn thì nó sẽ đạt được cái điều kiện là cây nó đủ dưỡng chất trên cái diện tích đất rất là rộng và nó không bị dư nước, bởi vì phần rễ nó có sẽ có hai phần, một phần là nằm trên ăn trên cái be tôn này, một phần ăn xuống dưới của cái chậu lớn này. Cái chậu lớn này coi như mặt đất luôn các bác, nó có thể tích nước được tầm chịu nắng được tầm 2 ngày đến 3 ngày vào chính nắng. Đấy, thế còn phần rễ trên này mà nó thiếu nước thì nó có thể một số rễ nó cắm xuống dưới rồi thì nó không bị hạn, mà chẳng may mình có sơ suất một ngày mà mình không tưới kịp nước ấy, bỏ quên ấy, thì cây nó không bị chết các bác nhé. Đấy là gọi là chậu trồng be trên cái chậu. Đấy thì nó đạt được cái mục đích là cây nó nhanh phát triển, nó đủ dinh dưỡng trong chất trồng, nó nhanh phát triển giống như cây người ta trồng ngoài đất. Hình thức này giống như cây người ta trồng ngoài đất mà nó vẫn tết, vẫn đem vào nhà để mà chơi được các bác. Cái thứ hai là cây mai nó nằm ở trên nó nổi như này thì cái bệ gốc bao giờ là cũng sẽ đẹp, đúng không? Nó sẽ đẹp hơn. Thế để tầm 2-3 năm ổn định ấy, mình sẽ vạt bỏ cái phần đất này đi, bỏ cái be ra, vạt bỏ cái phần đất này đi, đúng không? Vạt bỏ phần đất này đi thì cây coi như là được nằm ở trên cái mô nó dạng thoải lên, nó cao như vậy thì nó cũng rất là vừa các bác nhé, thì đạt được tất cả các cái mục đích luôn. Lúc ấy mình bỏ cái be tôn này ra, mình sẽ vạt đất này, vạt đi và cấy rêu xung quanh, như vậy nó cũng khá đẹp các bác. Đấy là ý tưởng của em như vậy. Đây, thế còn với trường hợp cây này thì nó cũng có cái be như vậy các bác. Thì cây này là đang trong quá trình gọi là mình nuôi cái bệ đế của nó bác nhé. Đấy, nuôi cái bệ đế này, những cái cây nuôi như này nuôi bệ đế này. Đây, cái bệ đế như này thì chắc là tầm sang tháng 2 ấm áp ấy thì em sẽ bỏ cái be này đi. Bỏ cái be này thì nó sẽ trơ cái bộ rễ ra, thì Tết sang năm ấy sẽ cần không có cái be này nữa. Trước hết là sang tháng 2 mình bỏ một nửa cái be đi. Bỏ nửa be, sau đó thì lấy vòi nước xói đất. Xói đất ra thì sẽ hở một nửa, còn cắt một nửa cái tôm này cắm tiếp và đến tầm gần cuối năm thì bỏ ra các bác nhé. Đấy là cây nó sẽ hoàn thiện và sẽ được cái bộ đế đẹp. Đấy là nhiều anh em hỏi là tại sao có cái be như vậy. Đây, khi những cái mà cây be là ý tưởng để nuôi bộ đế nổi như này, bộ rễ nổi như này. Đấy, sau khi hoàn thiện thì sẽ có cái bộ cây có bộ đế như này các bác nhé. Đấy, có bộ đế như này. Đấy, đế nổi. Đây, cây này đế nó nổi được các bác này. Đấy, đế nổi này. Cây này đế đã nổi rồi nhưng mà vẫn muốn be cái tôn để cho lấy tiếp bộ đế nữa. Làm sao để mà dạng nguyên đế không à? Có những cây thì chơi có đế mà có những cây không có đế đâu các bác nhé. Đấy, cây này cũng là một cây mà có thể mà sẽ lên được bộ đế các bác này. Đấy, lên được bộ đế này, các bác thấy này, đúng không? Rất là hoành tráng này. Đấy, đấy thì em chia sẻ qua một chút ý tưởng của em như vậy nhá, để các bác tham khảo nhá. Đấy, như này sẽ đạt được rất nhiều mục đích các bác. Một là cây nó nhanh phát triển, nó đủ tất cả các cái dưỡng chất để phát triển, coi như nó được trồng trên đất luôn các bác ạ. Coi như được trồng trên đất luôn và rất phải hạn chế thay chất trồng. Chất trồng của em ấy thì thường khoảng trên dưới 10 năm em thay chất trồng các bác nhé. Thế còn các bác ở trong miền Nam thì các bác ấy trồng bằng chấu sơ dừa thì khoảng tầm ở trên dưới 3 năm đến 2 năm, 3 năm, 4 năm là phải thay chất trồng một lần, bởi vì nó bã. Thế còn quan điểm và suy nghĩ của em ấy thì là tất cả các cây cổ thụ ấy thì gần như nó mọc ở trên đất, nó rất là bền. Và em cũng chăm cây bằng phân hữu cơ là chính các bác nhé. Và tất cả các cây cổ thụ thì nó cũng hút dinh dưỡng từ đất, và đó là những cái nguồn phân hữu cơ. Đấy là mình cũng chủ đạo bằng đất là chính. 60% là đất màu mặt ruộng, 10% là cát xây dựng để nó thông thoáng, và 30% là chấu để nó tơi xốp nhé. Đấy là cái công thức đất trồng của em là như vậy, chất trồng của em là như vậy. Mỗi nơi và mỗi người có một cái công thức chất trồng khác nhau, không có ai quy định như thế nào và cũng không ai bảo là loại này tốt hơn hay loại kia tốt hơn. Nói chung là anh em cứ lựa chọn làm sao mà phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình. Còn em thì không trồng bằng chấu sơ dừa được, bởi vì 2-3 năm thay chất trồng miền Bắc là rất là rét và mình cũng không phải chuyên gia, cho nên mỗi lần thay chất trồng rất là hại cây các bác nhá, cực kỳ hại cây luôn. Cứ để cây nó như thế này gần như nó sống ở trên đất luôn các bác, coi như mình rồng trên đất ấy. Có cái là
là Tết là vẫn chơi hoa được. Đấy, cây nó phát triển cực mạnh luôn. Dòng đất như này thì khoảng tầm trên dưới 10 năm, cứ dùng phân hữu cơ kết hợp phân hóa học là trên dưới 10 năm mới phải thay chất trồng một lần. Khi dòng chậu nhỏ thì nó có cái ưu điểm là đẹp đấy, để đem đi thi là rất là đẹp đấy các bác. Thế nhưng mà nó có cái nhược điểm là nếu mình không phải chuyên gia ấy, mà để nắng, bỏ quên nắng độ 1 hôm, 2 hôm rồi là cây cực kỳ chột luôn nhá. Gần như là nó bị sốc nắng ấy, bị teo hết nụ, teo hết các cái mầm con luôn, là cuối năm không có hoa các bác nhé. Cuối năm gần như không có hoa đâu. Em đã bị dính rồi. Dính cây mà mình chủ quan không tưới nước ấy. Không phải là bỏ quên luôn mà mình chủ quan nghĩ là nó đủ nước ấy, là về chiều tối là nó khô nắng luôn, là năm đấy là mất nụ luôn, cháy hết nụ con luôn. Ok, thì qua video này thì em chia sẻ một chút cái ý tưởng và cái kinh nghiệm của em là như vậy để các bác tham khảo nhé. Cái ý tưởng thì nó không có đúng có sai các bác nhé. Đấy, ý tưởng nó không có đúng có sai, mỗi người một ý tưởng khác nhau và nó phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng người. Đấy, đúng không? Em không có nhu cầu đem đi thi thì em dùng cái chậu này. Còn những các bác mà chuyên gia nghệ nhân, người ta có nhu cầu đi thi rồi để ngắm cây hàng ngày, rồi để người ta có điều kiện từ sáng đến tối để chăm cây, nó khác. Còn mình thì sáng ra 6 giờ là phải đi làm, tối 6 giờ mới về, cho nên là phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của em là cái trường hợp tốt nhất các bác nhé. Tốt nhất, người ta gọi là cái tốt nhất là cái phù hợp với mình nhất, chứ không phải là cái tốt nhất là cái chung quy định theo cái nhiều người làm các bác nhé. Ok, thì em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp sau.